Chào cả nhà, hôm nay thì ngày mùng 5 tháng 9 á. Thì ở Việt Nam là các em thiếu nhi và tất cả học sinh đang tới khai giảng ở trường đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì sẽ là ngày đầu tiên thì đi thực hành lái xe ở nước Nga ha. Thì sẽ cố gắng quay lại tất cả những gì mà Thùy học ngày hôm nay nha. Tại vì cũng khá là khó khăn. Lần đầu tiên Thùy gặp thầy giáo á, và Thùy không biết là chúng ta có nên quay cái cảnh đó không, tại vì nếu mà không được sự cho phép thì khá là bất lịch sự. Nên là Thùy sẽ cố gắng hết mức là có thể quay lại được những gì có thể nha. Thì khi mà Thùy di chuyển từ Việt Nam sang Nga để sinh sống á, thì Thùy phải bắt đầu lại tất cả mọi thứ từ con số không tròn chỉnh luôn. Có nghĩa là Thùy phải học tất tần tật mọi thứ, tới cả ăn uống thì cũng phải học cách ăn món của người Nga. Tiêu tiền thì cũng phải học cách tiêu tiền, nhìn cái đồng tiền nó như thế nào, cái mệnh giá nó như thế nào và cái giá trị đồng tiền ở đây nó như thế nào để mua cho phù hợp. Nói chung là phải học tiếng, học lái xe, học tất tần tật mọi thứ. Thì hôm nay thì đã qua tới giai đoạn là học lái xe rồi nha các bạn. Khi mà học lái xe thì thầy sẽ được chủ động trong tất cả mọi việc, không cần phải nhờ vả tới chồng nữa. Ok, bây giờ thì thầy sẽ bắt đầu đi học lái xe nha các bạn. Mặc dù sẽ rất là khó khăn đây, tại vì thầy sẽ nói bằng tiếng Nga và tiếng Nga của thầy không được tốt cho lắm. Nên là nếu mà thầy nói tiếng Nga xong rồi thì phải suy nghĩ là thầy đang nói gì, xong rồi lại phải hình dung ra là mình sẽ lái như thế nào thì sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà vì sự nghiệp củng cố cuộc sống mới ở một đất nước mới, cố lên. Bây giờ thầy đi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bãi thực hành lái xe. Bây giờ là thì đã tới trường lái rồi đấy các bạn. Đây là chỗ thầy dạy học. Đây là chỗ thầy dạy học lái xe cho thầy thực hành. Thứ nhất thì học lái xe số. Vậy thì học lái xe tự động. Bây giờ là thì bắt đầu vô gặp thầy để lái xe nha các bạn. Không biết là thầy này có cho thì quay video không nữa, nên là có khi là không thể quay được cái giai đoạn thì gặp mặt và bắt tay với thầy. Мне надо колеса поворачивать влево. Я этой рукой беру, поворачиваю. Половинка руля перехватил, целый. Также обратно. Ну, либо дальше. Раз, два. Или опять. Мы с тобой едем прямо, за конусами уходим налево. Ехать на маленькой скорости и работать рулем, вот, чтобы успевать. То есть для этого нам надо научиться не так, что мы его отпустили, а она сразу поехала у нас. Вот, это быстро. Все, сейчас включаем заднюю передачу. Реверс. Да. Все, мы едем назад. У нас вот зеркало. Вот два зеркала. Видно зеркала? Сразу начинаем закручивать. И дальше по прямой. Прямо. Раз. Прямо.
Прямо, прямо. Прямо. Это не работает. Работает, не тот самый. Машина. Мы с тобой едем вперед. От этого тоже чуть-чуть ушли, от этого чуть, следующий, следующий, еще. Khó quá các bạn ơi. Quay cái này khó thật rồi. Chú ai ta kết này. Tại vì hôm nay người đứng ngoài nói thì cũng có hiểu. Dễ shit. Прямо. Чуть-чуть. Давай, давай. От того чуть-чуть. Прямо. Чуть-чуть на газ. Газ? Чуть-чуть. Еле-еле. Я чуть-чуть. Поворачивай. Тан-тан-тан.
người giới thiệu lái xe như thế nào? Đây là buổi học đầu tiên của thầy buổi học thực hành lái xe. Thì cảm giác cũng rất là khó, tại vì thầy giáo này là người Nga và thầy nói tiếng Nga. Thì vừa phải nghe tiếng Nga xong rồi suy nghĩ là thầy nói gì, xong rồi lại phải hình dung ra là mình phải đậu xe như thế nào. Đúng là hơi khó thật nhưng mà cảm giác rất là thú vị. Thôi thì ngày mai tiếp tục đi học nha, tạm biệt các bạn.